Xin chào, đây là video tiếp theo mình đi tìm hiểu về các kiến thức tài chính, đầu tư cũng như là tìm hiểu về các cái cách thức để mình tránh một số rủi ro trong việc là mình đầu tư. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi vào một cái ví dụ trước. Ở đây là ví dụ mình lấy về công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, mã cổ phiếu là HPG. Thì hôm nay mình sẽ không đi phân tích vào tập đoàn này, mà mình sẽ chỉ lấy ví dụ thôi để các bạn hiểu được. Thứ nhất là gì? HPG ấy thì được niêm yết lần đầu vào năm 2007 ở trên sàn HOSE. Dĩ nhiên là gì? Trước khi trở thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày nay thì Hòa Phát xuất phát điểm là gì? Vào năm 1992 là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị phụ tùng Hòa Phát. Thì ban đầu ấy, Hòa Phát chuyên về là trading, tức là mua bán hàng hóa đó. Sau đó năm 1995 thì bắt đầu thành lập công ty cổ phần nội thất Hòa Phát. Lúc này thì bắt đầu có cái việc là tiến hành sản xuất. Chính vì thế sau một thời gian phát triển rất là nhanh thì 2007 chúng ta đã có được mã cổ phiếu của HPG. Lần lượt ở trong này có rất nhiều công ty khác thuộc tập đoàn Hòa Phát được thành lập. Nhưng mình để ý là năm 2020, Hòa Phát tái cơ cấu theo mô hình hoạt động là việc ra đời các tổng công ty. Và nằm dưới tổng công ty này sẽ là các cái công ty con khác. Đấy là lý do vì sao mà năm 2024 ấy, theo như thông tin ở Hòa Phát thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 tổng công ty. Trong đó thì bao gồm 19 công ty con hoạt động rất nhiều lĩnh vực nhé. Trong đó lĩnh vực sản xuất chính vẫn là thép, còn các cái lĩnh vực khác chẳng hạn như có thể bạn không biết đến như là bất động sản, nông nghiệp. Thế cho nên là ở đây mình sẽ chỉ lưu ý đến năm 2020 thôi. Lúc này mình sẽ có một câu hỏi đặt ở trong đầu mình là: ủa như vậy rõ ràng là gì? Cái hình thức này nó giống với lại công ty holding, tức là mô hình công ty mẹ con đó. Nói một cách khác thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ là holding company để nói về cái mô hình công ty là mẹ con. Và đấy chính là nội dung kiến thức tài chính mà mình đi tìm hiểu trong video này. Thì vừa rồi chỉ là phần mở đầu thôi. Đầu tiên thì mình đi đột thẳng vào vấn đề luôn, đó là sơ đồ tổ chức của holding company thì được tổ chức như thế nào. Các bạn sẽ thấy đứng đầu của chúng ta chính là holding company. Hiểu một cách đơn giản đấy là công ty mẹ. Và công ty mẹ thì sẽ thành lập ra các công ty con. Giả sử nhé, công ty holding company này chia các công ty con của mình thành 3 lĩnh vực là tài chính, sản xuất và thương mại. Sau đó dưới các cái tổng công ty này lại có các công ty con khác A, B, C, D, E, F. Cái đầu tiên các bạn có thể hiểu ngay đó là gì? Một công ty khi mà đã phát triển lớn mạnh thành một tập đoàn ấy, họ không thể nào mà chuyên môn hóa được nếu như mà cứ giữ tất cả các công ty làm ở một công việc nhất định. Nên bây giờ ấy, công ty mạnh mảng nào thì họ phải tách riêng ra để đứng đầu mảng đấy. Thì đây chính là cái sơ đồ tổ chức đơn giản của holding company. Vậy chúng ta đi rút ra một cái khái niệm là công ty holding company là công ty mẹ hoạt động dưới hình thức tập đoàn có số cổ phần 2 vốn góp ở các công ty con. Nói một cách khác ấy, tại sao holding company lại ra đời? Nó ra đời chỉ nhằm một mục đích duy nhất thôi, là kiểm soát các công ty con thông qua việc là sở hữu cổ phần. Điều này có nghĩa là, ví dụ đi, cái công ty C này có thể thuộc 100% cổ phần do holding company, tức là công ty mẹ nắm giữ thành lập ra. Hoặc công ty C này lại được thành lập bởi sự góp vốn của công ty mẹ và công ty con, ở đây ví dụ như là công ty D chẳng hạn. Hay là công ty B và công ty D thành lập góp vốn để tạo ra công ty C. Nhưng vì B và D đều nằm dưới sự kiểm soát của holding company cho nên là về bản chất thì C vẫn thuộc vào holding company. Cho nên về cái mức độ chồng chéo và phức tạp của hình thức tổ chức công ty holding company thì rất là phức tạp nhé. Và tất nhiên chúng ta phải nhìn theo hướng tích cực là hình thức này giúp cho từng công ty này chuyên môn hóa được vào cái lĩnh vực mà mình giỏi nhất, từ đó phát triển cho cả tập đoàn. Nhưng nếu mà nói một chút về tiêu cực, các bạn sẽ thấy cái hình thức này nó cũng được sử dụng rất
nhiều bởi những cái vụ lừa đảo tài chính ở trên thế giới nhé. Ví dụ Enron hay gần đây là có những cái vụ như là Vạn Thịnh Phát chẳng hạn, người ta cũng thành lập ra rất nhiều công ty ma, thì bản chất nó cũng là dạng holding company này, thành lập đến 1.000 công ty, 4.000 công ty chỉ nhằm là gì? Đánh lừa những cái người kế toán kiểm toán, hay là đánh lừa sự điều tra của cơ quan nhà nước. Nói chung thì đấy là những cái mặt tiêu cực thì chúng ta sẽ không đi quá sâu vào. Ok, như vậy bạn đã hiểu được khái niệm holding company và mục đích của nó được thành lập để làm gì. Thì chính vì như vậy, hai trụ cột của một công ty bất kỳ nào đó, nếu như chúng ta bỏ qua các yếu tố khác, thì chúng ta chỉ có hai trụ cột duy nhất của công ty thôi. Đó là công ty đó phải đảm bảo về tài chính và đảm bảo về pháp lý. Về tài chính tức là công ty phải có lợi nhuận, làm ăn thì phải có lãi, thế thì nó mới tồn tại và phát triển đi lên được. Nhưng bên cạnh đó, nó không được vi phạm luật pháp, nó phải tuân thủ theo các quy định của luật pháp. Cho nên ấy, chúng ta có thể tóm gọn lại, đây là hai cái trụ cột của công ty. Và hai trụ cột công ty này sẽ thể hiện một cách cực kỳ rõ rệt ở trong holding company. Về mặt bản chất, các bạn sẽ thấy rằng holding company rất là phức tạp, và có thể bạn không hiểu hết các cái vấn đề đấy, nhưng bạn chỉ cần dựa vào hai cái trụ cột mà mình tổng kết ở đây thôi, đó là tài chính và pháp lý, thì bạn sẽ bắt đầu đi hiểu được những cái vấn đề khác liên quan đến holding company. Mình sẽ lấy một số cái ví dụ để chúng ta phân tích về tài chính pháp lý, xem là tại sao dạng holding company này có gì tốt mà rất nhiều tập đoàn hiện nay là đang áp dụng theo cái mô hình này. Ở đây mình sẽ loại bỏ tất cả các công ty con khác, mình chỉ lấy đúng công ty mẹ và công ty con, ở đây chính là công ty C. Thì rõ ràng là gì? Thực tế công ty C này sẽ có làm ăn buôn bán với lại công ty A, B, C. Thế thì cái lúc mà công ty C này làm ăn gọi là phát đạt, thì nó thuê rất nhiều công ty khác để có thể làm ra các sản phẩm cho nó, và nó cũng có thể đi vay tiền từ công ty ABC để nó có thể tiến hành hoạt động. Nhưng rồi một ngày kinh tế của chúng ta bùng nổ ra một cái cuộc khủng hoảng nào đó, và công ty C lúc này gặp rất nhiều khó khăn, không thể làm ăn được nữa, dẫn đến cuối cùng là thua lỗ, và cái vấn đề là công ty C nợ công ty ABC là 1 triệu. Và rồi như chúng ta đều biết đó, công ty C là tuyên bố phá sản, không có khả năng trả nợ. Thì lúc này công ty ABC rõ ràng là gì? Họ sẽ phải đến đòi nợ ở công ty C. Nhưng công ty C này rõ ràng là gì? Nằm dưới sự kiểm soát của holding company. Thế thì theo suy nghĩ thông thường của chúng ta sẽ là ở công ty ABC này sẽ tiếp tục đòi nợ đến holding company. Nhưng sự thật là không nhé. Công ty ABC không có trách nhiệm hay là không có cái quyền gì mà đến đòi holding company trả cả, tại vì holding company chỉ là một cổ đông của công ty C thôi mà. Các bạn hiểu chưa? Thế cho nên là cái việc này nó giúp cho holding company, tức là công ty mẹ ở đây, được hưởng lợi từ việc bảo vệ khỏi thua lỗ. Ví dụ đi, công ty C là bị phá sản thì công ty mẹ ở đây có thể bị lỗ vốn hoặc giảm giá trị ròng. Tuy nhiên, các chủ nợ của công ty ABC thì không thể theo đuổi công ty mẹ một cách hợp pháp để mà đòi nợ được. Vì thế cho nên rõ ràng là gì? Công ty mẹ mất một khoản tiền ở công ty C, nhưng nó vẫn bảo vệ được một khoản tiền rất lớn khác mà công ty C này đang nợ các công ty khác, và các công ty ấy lại không thể đến đòi holding company. Cho nên này, đây là một cái vòng lặp rất tốt để công ty mẹ có thể bảo vệ chính mình khỏi thua lỗ. Được rồi, đây là cái tác dụng đầu tiên của holding company. Bây giờ các bạn hãy nhìn kỹ, chúng ta vẫn có công ty mẹ và công ty C thì được đặt nền móng ở Việt Nam. Ví dụ chúng ta có thể nói đến Samsung chẳng hạn nhé, mình ví dụ về Samsung thì hiện tại là gì? Samsung đang có nhà máy ở Thái Nguyên hoặc Bắc Ninh, và một trong những cái mà Samsung xây nhà máy đó là họ được hưởng ưu đãi thuế rất là nhiều. Nhưng trước đấy các bạn biết Samsung đặt nhà máy chính ở đâu không? Chính là ở Trung Quốc đó. Thế cho nên là đây chính là một cái ví dụ điển hình của cái việc là gì? Chúng ta né được thuế. Hiểu một cách đơn giản là gì? Khi mà công ty A đặt cái nhà máy của mình ở Trung Quốc chẳng hạn, thì thuế ở đấy là hết ưu đãi rồi, người ta bắt đầu thu thuế theo giá trị thực.
và thuế lúc này rất là cao thì holding company quyết định là gì? Tôi sẽ chuyển phần lớn sản xuất của tôi sang công ty C ở Việt Nam và lượng tiền lúc đấy cũng chuyển sang ở Việt Nam. Thì rõ ràng là gì? Công ty A là vẫn hoạt động sản xuất bình thường nhưng nó sẽ nằm trong cái tình trạng gọi là thua lỗ chẳng hạn. Còn công ty C lúc này thì được cái sự phát triển và tiền được bơm về công ty C. Và dần dần ấy, khi mà ở Việt Nam chúng ta chẳng hạn, chúng ta hết ưu đãi thuế thì cái công ty C này lại bắt đầu cái chuyến du hành sang một công ty X ở một quốc gia nào đó. Cho nên cái tác dụng tiếp theo của Holding Company là giúp cho chúng ta tránh thuế và tận dụng ưu đãi thuế. Tránh thuế đây là mình chuyển từ khu vực có thuế cao sang khu vực có thuế thấp và mình không hoàn toàn là mình làm gì sai cả. Thì về bản chất là không sai về luật pháp. Ok, vậy cái vấn đề tiếp theo của chúng ta liên quan đến Holding Company là gì? Đó chính là ví dụ từ công ty quốc gia này, họ có một cái nguyên vật liệu nào đó mà cái công ty C Việt Nam chúng ta đang rất cần cái nguyên liệu đấy để sản xuất. Như vậy họ bắt đầu là gì? Bán cái nguyên liệu đấy về công ty C và công ty C lại bán một cái thành phẩm nào đó của mình sang công ty A để tạo ra cái sản phẩm cuối cùng. Thì rõ ràng đấy bạn sẽ thấy là gì? À, giữa các cái công ty con này họ có cái sự mua bán với nhau, thậm chí là cho nhau vay tiền rồi là bán triệu cho nhau. Nói một cách khác, đó chính là mua bán nội bộ. Ví dụ chúng ta có thể nói đến các tập đoàn lớn chẳng hạn. Bạn sẽ nhìn thấy là gì? Khi một tập đoàn lớn người ta sản xuất ra một sản phẩm chính thì họ sẽ có rất nhiều bán linh kiện thành phẩm nguyên vật liệu được cung cấp bởi chính một công ty con do họ thành lập với lại một cái đối tác khác. Và tất cả những cái thứ này chúng ta quy lại là mua bán nội bộ. Thì cái mua bán nội bộ này, cái tác dụng duy nhất đó là giúp cho tiền chảy về túi của Holding Company. Tại vì bạn có bán kiểu gì thì tiền vẫn cứ về một chỗ. Cho nên ấy, đấy là vấn đề mà tất cả các công ty tập đoàn lớn người ta đều phải làm như vậy. Nếu không thì làm sao tiền chuyển từ công ty A ở nước ngoài về nước mình được, đúng không? Cho nên chúng ta phải tổ chức theo hình thức này. Ok, một cái ý nghĩa tiếp theo khi Holding Company ra đời đó là làm đẹp báo cáo tài chính. Bạn hãy tưởng tượng công ty C đang làm ăn thua lỗ. Thế thì làm thế nào để có thể che giấu được những cái thua lỗ đấy? Người ta sẽ bắt đầu gì? Chuyển khoản nợ của công ty C sang A hoặc là san sẻ sang công ty X. Thế thì cuối cùng là gì? Rõ ràng về bản chất công ty C đang thua lỗ nhưng về mặt tài chính chẳng hạn thì rõ ràng nó vẫn không thua lỗ. Thế cho nên ấy, đây là một trong những cách mà giúp làm đẹp báo cáo. Và đây là lý do vì sao vừa nãy mình lại nói rồi. Nó lại là khởi nguồn của nhiều vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới. Tại vì người ta không thể nào mà kiểm chứng hết được toàn bộ những cái tài chính của từng công ty này đang len lỏi được cấu trúc đi đâu. Rất là khó nếu như chúng ta chỉ có 1 hoặc 2 ngày đi đánh giá kiểm toán. Được chưa? Chính vì vậy ấy, cái mô hình là Holding Company này nó đem lại rất nhiều lợi ích. Cái lợi ích theo nghĩa đen đầu tiên đó là như lúc mở đầu video mình đã nói, đó là giúp chuyên môn hóa này, giúp dễ dàng quản lý này, giúp tăng năng lực sản xuất vân vân. Nhưng những cái lợi ích thực sự nằm ở phía sau của nó chính là về tài chính và pháp luật. Thế cho nên với hai cái trụ cột đấy thì Holding Company thật sự là một cái mô hình đáng gờm. Và đấy là điểm lợi của Holding Company. Nhưng mà điểm hại của Holding Company các bạn biết là gì không? Chính là những người đầu tư như chúng ta này rất khó để chúng ta có thể đánh giá chính xác được thị trường tài chính chứng khoán của cái Holding Company này. Các bạn hãy tưởng tượng khi một cái Holding Company này muốn thành lập ra công ty F chẳng hạn thì họ có thể bỏ tiền túi ra hoặc là họ đi mua những cái công ty mà gọi là ngáp ngoải sắp chết rồi. Họ mua về xong họ cố gắng vực dậy nó, làm cho nó thật là đẹp về báo cáo tài chính đã. Rồi họ bán một phát với cái giá rất là cao và chúng ta mua ngay cái giá cao đó. Nhưng vì bản thân công ty F này thì những cái người làm đấy chẳng còn ai là nhân tài nữa rồi. Thì sau khi họ bán được thì công ty F này lại sẽ đi xuống và lúc đấy thì rõ ràng người đầu tư chúng ta mất tiền. Cho nên cái bài học thông qua Holding Company này đấy chính là những nhà đầu tư có rủi ro. Do đó khi đầu tư vào những công ty theo mô hình này phải thật sự là cẩn thận và phải tìm hiểu
theo ngành để chúng ta biết được tình hình sức khỏe của từng công ty con này. Nói chung là nếu có thể có điều kiện thì hãy đọc tất cả báo cáo tài chính của hệ thống công ty trong holding company thì sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn nó toàn cảnh hơn. Thì đây chính là cái bài học hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mình tìm hiểu về kiến thức tài chính liên quan đến holding company. Do đó, với những kiến thức này sẽ giúp cho mình hiểu nhiều hơn về cách thức nền kinh tế hoạt động như thế nào và tại vì sao, có thể ở tương lai chẳng hạn, vì sao bạn lại chọn hình thức này. Đây cũng có thể là một số gợi ý nào đó mà khiến chúng ta nghĩ đến việc là mình cũng nên thành lập một cái công ty theo mô hình này. Rõ ràng nó có rất nhiều điểm lợi ích. Lợi ích tốt nhất của nó chính là chúng ta phát huy được thế mạnh của từng công ty chuyên môn hóa. Ok, xin cảm ơn các bạn.